Ngày 18 tháng 6 bất ngờ lan truyền video quay lại cảnh sư Minh Tuệ đi khất thực. Xin chào quý vị khán giả. Sáng nay, ngày 18 tháng 6, mạng xã hội rộn ràng với đoạn video lan truyền nhanh chóng ghi lại cảnh sư thầy Minh Tuệ đi khất thực. Hình ảnh này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng, đặc biệt là những Phật tử và những người yêu mến thầy đoạn video cho thấy sư thầy minh tuệ xuất hiện với dáng vẻ bình thản và trầm mặc khác hẳn với sắc mặt tươi tắn như mọi hôm trong đoạn video thầy minh tuệ một mình đi dọc con đường làng với bộ y phục đơn sơ nhưng uy nghiêm một cậu bé nhỏ tuổi xuất hiện trong video dùng cả hai tay thành kính dâng lên thầy một ít đồ khất thực hình ảnh này không chỉ mang lại cảm giác bình yên và thanh thản khó tả mà còn chạm đến trái tim của biết bao người xem không chỉ có cậu bé rất nhiều bà con cũng xuất hiện trong video mỗi người đều dâng tặng thầy những món đồ nhỏ nhắn nhưng chứa đựng lòng thành kính và sự tôn trọng vô bờ bến những bước chân của thầy trên con đường làng giữa sự đón chào của người dân tạo nên một bức tranh bình dị nhưng vô cùng thiêng liêng thầy minh tuệ với dáng vẻ trầm ngâm và đôi mắt sâu lắng nhận những món đồ khất thực với sự khiêm nhường và lòng biết ơn hình ảnh sư thầy minh tuệ lặng lẽ tiếp tục hành trình khất thực của mình như một ngọn đèn sáng soi giữa cuộc đời tấp nập đã để lại những ấn tượng sâu sắc và xúc động trong lòng mỗi người Đoạn video này không chỉ ghi lại một khoảnh khắc đơn giản trong cuộc sống tu hành của thầy mà còn là một lời nhắc nhở về lòng từ bi và sự giảng dị mà thầy luôn mang đến cho mọi người. Sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ trong video, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng đủ để làm ấm lòng biết bao người, mang lại một chút ánh sáng và hy vọng cho cuộc sống thường ngày. Hy vọng rằng thầy sẽ luôn khỏe mạnh và tiếp tục con đường tu tập của mình, mang lại nhiều phước lành và bình yên cho cộng đồng. Đoạn video ngắn ngủi, tuy chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng đã khiến lòng người sao xuyến. Được một người dân địa phương lưu lại, video này không chỉ ghi lại những hình ảnh thân quen về sư thầy Minh Tuệ, mà còn mang đến một thông điệp sâu sắc. Dù không quay quá nhiều về thầy, người dân này hy vọng truyền tải được thông tin quý báu đến cộng đồng yêu mến thầy sư thầy minh tuệ vẫn bình an và tiếp tục con đường tu tập của mình như thường lệ đoạn video cho thấy thầy minh tuệ vẫn duy trì sự thanh tịnh và bình thản giữa đời thường trong từng khung hình ta có thể cảm nhận được sự an nhiên tỏa ra từ thầy như một luồng ánh sáng ấm áp trong những ngày nắng gắt sự giản dị và khắc khổ trong cách sống của thầy hiện lên rõ nét, khắc sâu vào tâm trí những ai đã từng lo lắng cho sức khỏe và an nguy của thầy. Đáng chú ý, nơi thầy Minh Tuệ đang tu tập sẽ không được tiết lộ trong video. Điều này nhằm đảm bảo sự yên tĩnh và tôn trọng không gian tu tập của thầy, tránh tình trạng quá nhiều người tìm đến gây ảnh hưởng đến sự thanh tịnh mà thầy đang cố gắng duy trì. Người quay video hiểu rõ rằng việc giữ bí mật địa điểm tu tập là điều cần thiết để bảo vệ sự tĩnh lặng cho thầy những ai đã xem đoạn video này đều cảm nhận được sự an ủi và yên tâm hơn khi biết rằng thầy minh tuệ vẫn đang tiếp tục hành trình tu tập của mình dù ở nơi đâu thầy minh tuệ vẫn giữ vững được tinh thần và lòng từ bi tiếp tục gieo rắc những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời video tuy ngắn nhưng đã kịp khắc họa được một phần nhỏ trong cuộc sống tu hành của thầy như một bức tranh bình dị nhưng đầy cảm xúc đó là một lời nhắn gửi tới tất cả những người yêu mến và kính trọng thầy minh tuệ rằng thầy vẫn ở đây vẫn tiếp tục con đường tu tập của mình mang lại bình yên và hy vọng cho mọi người quan sát khung cảnh xung quanh nhiều người dự đoán rằng có thể thầy vẫn đang ở quê nhà chỉ là đang ẩn cư tại một nơi nào đó không ai biết đến người đăng tải video chia sẻ rằng sau khi xuống làng khất thực vài chục phút thầy lại quay trở lại lên núi nơi ẩn tu mới của thầy không còn khung cảnh đông đúc xô bồ không còn sự xuất hiện của đám đông hay những người theo dõi như trước thầy minh tuệ xuất hiện một mình như một hình ảnh biểu tượng cho sự tự tại và thanh tịnh đoạn video đã nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự kiên định và lòng từ bi của thầy minh tuệ họ cảm nhận được sự tĩnh lặng và an nhiên trong từng bước chân của thầy những lời chúc phúc và cầu nguyện cho thầy đã tràn ngập các trang mạng xã hội tạo nên một làn sóng yêu thương và kính trọng đối với vị sư thầy đáng kính sự xuất hiện của thầy minh tuệ không chỉ mang lại niềm an ủi cho các phật tử và những người ngưỡng mộ mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của sự tĩnh lặng và thanh thản trong cuộc sống thầy đã chọn cách sống giản dị xa rời những ồn ào của thế gian để tìm về cội nguồn của sự an lạc và trí tuệ hình ảnh thầy minh tuệ trên con đường đất đỏ của tây nguyên sẽ mãi là biểu tượng của sự ung dung tự tại mang lại cảm hứng cho những ai đang tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Những người dân địa phương không chỉ cảm thấy vui mừng khi được gặp thầy, mà còn xem đây là một dịp đặc biệt để cầu nguyện và xin thầy ban phước. Các em nhỏ, người già và cả những người trẻ đều không giấu được niềm hân hoan khi được ở gần thầy. Họ tin rằng, sự hiện diện của thầy Minh Tuệ mang lại cho họ sự an lành và bình yên trong tâm hồn. Video này được đăng tải có lẽ sau khi thầy minh tuệ đã rời khỏi nơi cũ và tiếp tục di chuyển đến một địa điểm mới để khất thực như thầy minh tuệ từng chia sẻ hạnh đầu đà không cho phép người tu sĩ ở một chỗ quá lâu thông thường không quá ba ngày nhằm giữ cho tâm luôn trong trạng thái thanh tịnh không bị vướng bận vào bất kỳ nơi chốn nào việc này không chỉ giúp thầy minh tuệ tuân thủ đúng hạnh đầu đà mà còn nhằm tránh sự chú ý quá mức của người dân sự hiện diện của thầy minh tuệ luôn thu hút sự quan tâm và lòng ngưỡng mộ của rất nhiều người dân một sự kính trọng đáng trân quý tuy nhiên chính điều này đôi khi lại tạo nên sự ồn ào và nhộn nhịp không phù hợp với không gian yên tĩnh mà một người tu hành cần có thầy minh tuệ đã chọn con đường đầu đà đầy khắc khổ với mong muốn giữ cho tâm hồn luôn thanh tịnh và không bị ảnh hưởng bởi những vật chất và tình cảm thế gian thầy đã từ bỏ sự tiện nghi của cuộc sống đời thường tìm về với sự đơn sơ thanh bạch để đạt được sự giác ngộ sâu sắc mỗi nơi thầy dừng chân chỉ trong một thời gian ngắn như một lữ khách trên hành trình tìm kiếm chân lý không bao giờ để lòng mình gắn bó quá lâu với một nơi chốn cụ thể những người dân nơi thầy minh tuệ đã từng đi qua đều dành cho thầy một sự kính trọng đặc biệt họ cảm nhận được sự bình yên và thanh thản mà thầy mang đến như một làn gió mát lành thổi qua cuộc sống thường nhật tuy nhiên để duy trì sự tĩnh lặng và thanh bình trong hành trình tu tập thầy minh tuệ phải tiếp tục di chuyển tránh sự ồn ào và náo nhiệt video này dù chỉ là những thước phim ngắn ngủi đã truyền tải được sự thanh tịnh và đơn sơ trong cuộc sống tu hành của thầy minh tuệ nó khắc họa hình ảnh một vị sư luôn giữ vững tinh thần tu tập không để mình bị vướng bận bởi những cám dỗ và tình cảm thế gian hình ảnh thầy minh tuệ trong video với dáng vẻ bình thản và ung dung đã chạm đến trái tim của nhiều người mang lại một cảm giác bình yên và thanh thản khó tả thông điệp mà video này mang đến là một lời nhắc nhở về giá trị của sự thanh tịnh và tinh thần tu hành đầu đà một hành trình đầy gian khó nhưng cũng đầy ý nghĩa hình ảnh thầy minh tuệ tiếp tục bước đi trên con đường tu tập dù ở bất kỳ nơi đâu luôn là nguồn cảm hứng và động lực cho những ai đang tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn video này mặc dù chỉ là một đoạn ngắn ghi lại nơi thầy minh tuệ từng dừng chân nhưng lại chứa đựng biết bao cảm xúc và suy ngẫm sâu sắc những hình ảnh mộc mạc và giản dị của thầy hiện lên rõ nét làm sống lại trong lòng mỗi người hình ảnh quen thuộc và đầy kính trọng của thầy minh tuệ giữa khung cảnh thiên nhiên bao la thầy minh tuệ với dáng vẻ bình thản ung dung bước đi trên con đường đất đỏ để lại những dấu chân nhẹ nhàng nhưng sâu lắng trong tâm hồn những người theo dõi sự hiện diện của thầy dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ để chạm đến trái tim của biết bao người mang lại cảm giác bình yên và thanh thản khó tả người đã đăng tải video này thật đáng quý vì nhờ có họ mà chúng ta có cơ hội được nhìn thấy thầy vẫn đang bình yên và tu tập theo con đường thầy chọn họ đã không chỉ đơn thuần chia sẻ những thước phim mà còn truyền tải được tinh thần và tâm hồn của thầy minh tuệ Mỗi khung hình trong video như một bức tranh vẽ lại cuộc sống thanh bạch và giản dị của thầy, một người tu sĩ đầu Đà luôn kiên định trên con đường tìm kiếm sự giác ngộ. Hình ảnh thầy Minh Tuệ dưới tán cây, với chiếc lều tạm bợ che trắng bằng tấm bạc xanh, đã khắc sâu trong lòng người xem về một cuộc sống đầy khắc khổ nhưng cũng đầy ý nghĩa. Nơi đây, giữa thiên nhiên hoang sơ, thầy đã tìm thấy sự an yên trong tâm hồn và tiếp tục hành trình tu tập của mình không có những vật dụng xa hoa chỉ có những tấm ván gỗ đặt sẵn trên mặt đất làm chỗ nghỉ ngơi và thiền định thể hiện rõ ràng sự giản dị và thanh tịnh trong cách sống của thầy video này không chỉ đơn thuần là một thước phim ghi lại khoảnh khắc mà còn là một câu chuyện về sự kiên định và lòng thành kính nó nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự thanh tịnh và tinh thần tu hành đầu đà một hành trình đầy gian khó nhưng cũng đầy ý nghĩa sự hiện diện của thầy minh tuệ dù chỉ là trong những khoảnh khắc ngắn ngủi luôn là nguồn cảm hứng và động lực cho những ai đang tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn hình ảnh thầy tiếp tục bước đi trên con đường tu tập dù ở bất kỳ nơi đâu mãi mãi là biểu tượng của sự bình yên và thanh thản sự xuất hiện của thầy minh tuệ dù chỉ trong chốc lát đã khơi dậy trong lòng người dân địa phương những giá trị nhân văn sâu sắc họ cảm nhận được sự hiện hữu của tình yêu thương lòng nhân ái và sự từ bi mà thầy minh tuệ mang lại câu chuyện về thầy minh tuệ không chỉ là câu chuyện về một vị sư thầy ẩn tu mà còn là câu chuyện về sức mạnh của niềm tin và tình yêu thương trong cộng đồng hình ảnh thầy minh tuệ giữa con đường đất đỏ tây nguyên sẽ mãi là biểu tượng của sự thanh tịnh và sự kết nối tâm linh mạnh mẽ giữa thầy và các phật tử những ai từng lo lắng cho sức khỏe và sự an nguy của thầy giờ đây có thể yên tâm hơn khi biết rằng thầy vẫn đang tiếp tục con đường giác ngộ của mình một cách an nhiên và kiên định sự xuất hiện trở lại của sư minh tuệ dù chỉ trong một đoạn video ngắn cũng đã thỏa mãn niềm mong nhớ của nhiều người. Hình ảnh thầy xuất hiện đã khiến lòng người dân tràn ngập hân hoan. Thầy Minh Tuệ không chỉ là người hướng dẫn tinh thần, mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái và sự hy sinh. Những giá trị ấy không chỉ giúp mọi người sống tốt hơn, mà còn giúp họ tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống. Mỗi bước chân của thầy trên con đường đất đỏ Tây Nguyên đều mang theo sự thanh thản và trí tuệ sâu sắc truyền cảm hứng cho biết bao người câu chuyện về thầy minh tuệ không chỉ là câu chuyện về một vị sư thầy ẩn tu mà còn là câu chuyện về sức mạnh của niềm tin và lòng từ bi những biến cố và thử thách mà thầy đã trải qua chỉ càng làm tăng thêm sự kiên định và quyết tâm của thầy trong việc mang lại ánh sáng và hy vọng cho những người xung quanh người dân tây nguyên cảm nhận được rằng dù cuộc sống có khó khăn hay thử thách đến đâu sự hiện diện của thầy minh tuệ luôn mang lại niềm tin và động lực để họ vượt qua sau tất cả mọi chuyện đã trở về quỹ đạo vốn có những giá trị tốt đẹp mà thầy minh tuệ lan tỏa vẫn tiếp tục hiện hữu giúp mọi người sống tốt hơn và tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống hình ảnh thầy minh tuệ với dáng vẻ ung dung tự tại đã khắc sâu trong lòng người dân như một ngọn đèn soi đường dẫn lối trong những thời khắc tối tăm nhất. Sự xuất hiện của thầy không chỉ là một khoảnh khắc đáng nhớ mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của lòng từ bi và sự thanh thản trong tâm hồn. Tây Nguyên vẫn liên tục nhận phước lành vẫn rất nhộn nhịp dù thầy Minh Tuệ đã ẩn tu. Xin chào quý vị khán giả, khi thầy Minh Tuệ quyết định tiếp tục ẩn tu lần thứ hai, nhiều người đã nghĩ rằng mảnh đất gia lai sẽ trở nên tĩnh lặng và yên bình trở lại tuy nhiên thực tế lại khác xa những gì người ta dự đoán thay vì sự vắng vẻ mảnh đất tây nguyên đầy nắng gió này đã đón nhận một làn sóng mới với những hoạt động thiện nguyện sôi nổi làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của nơi đây sự biến mất của thầy minh tuệ đã khơi dậy một tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái chưa từng thấy những mạnh thường quân và các nhà hảo tâm từ khắp nơi đã đổ về gia lai mang theo tấm lòng nhân ái và những món quà ý nghĩa để hỗ trợ người dân địa phương các tổ chức từ thiện doanh nghiệp và cả những cá nhân riêng lẻ đã chung tay góp sức biến gia lai thành một trung tâm của lòng tốt và sự chia sẻ hàng trăm hàng ngàn món quà đã được phát cho những gia đình khó khăn từ lương thực thực phẩm đến quần áo sách vở cho trẻ em. Không chỉ có vậy, các chương trình y tế lưu động, khám chữa bệnh miễn phí, cùng những lớp học tạm thời cũng được tổ chức, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho biết bao người. Những câu chuyện cảm động về sự giúp đỡ lẫn nhau, về những giọt nước mắt hạnh phúc của người dân khi nhận được sự quan tâm chân thành đã trở thành đề tài được nhắc đến nhiều nhất trong cộng đồng bầu không khí nơi đây không chỉ nhộn nhịp bởi tiếng nói cười mà còn ấm áp bởi tình người thay vì cảm giác thiếu thốn và lo âu người dân tây nguyên đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp đầy ắp yêu thương và sự sẻ chia sự vắng mặt của thầy minh tuệ thay vì mang đến sự trống vắng lại trở thành cơ hội để mọi người cùng nhau vun đắp và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp những hoạt động thiện nguyện này không chỉ cải thiện đời sống vật chất mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần mang lại hy vọng và niềm tin cho một tương lai tươi sáng hơn tây nguyên giờ đây không chỉ là vùng đất của nắng gió mà còn là nơi hội tụ của lòng nhân ái và tình người đông đầy gia lai là một vùng đất còn nhiều khó khăn đặc biệt là đối với cộng đồng người dân tộc thiểu số đời sống của họ còn thiếu thốn vất vả nhưng sự hiện diện của những hoạt động thiện nguyện đã thổi một luồng sinh khí mới làm ấm lòng người dân nơi đây các phật tử và những mạnh thường quân đã không quản ngại đường xá xa xôi gian khổ để mang đến những món quà thiết thực từ nhu yếu phẩm hàng ngày cho đến quần áo sách vở cho trẻ em những hành động này không chỉ giúp cải thiện đời sống vật chất của người dân mà còn mang lại niềm tin sự lạc quan vào tương lai mỗi ngày từng đoàn người từ khắp nơi đổ về gia lai mang theo những tấm lòng nhân ái và mong muốn được chia sẻ yêu thương những hoạt động từ thiện trở nên sôi động và mạnh mẽ hơn bao giờ hết các mạnh thường quân phật tử và những người yêu mến thầy minh tuệ đã chung tay tổ chức hàng loạt chương trình từ thiện nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn tại vùng đất này những chuyến xe chở đầy ấp nhu yếu phẩm quần áo và thuốc men không ngừng lăn bánh trên những con đường dẫn vào các bản làng xa xôi của gia lai những món quà ý nghĩa được trao tận tay những người dân đồng bào những gia đình còn túng thiếu đủ bề ánh mắt rạng ngời và nụ cười hạnh phúc của những người dân khi nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng đã trở thành minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng nhân ái và từ bi trong những ngày qua không chỉ mảnh đất gia lai mà cả huyện đắc lây tỉnh công tum cũng đã chứng kiến những hoạt động thiện nguyện đầy cảm động và nhân văn những phần quà đã được trao tận tay cho bà con nơi đây mang theo tình yêu thương từ khắp mọi miền đất nước đó là những câu chuyện nhỏ nhưng chứa đựng sức mạnh lớn lao được bắt nguồn từ hành trình khất thực gieo duyên của các sư tăng tại đèo lò so trên đường bộ hành tìm về gia lai gặp sư minh tuệ trước đây có lẽ ít ai biết đến những khó khăn thiếu thốn mà người dân ở ngôi làng nhỏ bé này phải đối mặt hàng ngày. Cuộc sống ở vùng đất hẻo lá này thật sự khắc nghiệt. Khi các sư đến khất thực, người dân dù không có gì nhiều, nhưng họ vẫn sẵn lòng chia sẻ những gì ít ỏi mình có. Đó có thể là chén cơm nguội, vài nấm rau hái tạm từ rừng, hay thậm chí là một cốc nước trong một thì đường, một muỗng muối, những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng cả tấm lòng chân thành của người dân đồng bào dành cho các sư những câu chuyện giản dị nhưng đầy xúc động này đã được ghi lại qua những thước phim của các youtuber chính những hình ảnh chân thực và cảm động ấy đã giúp ngôi làng nhỏ bé này được nhiều người biết đến nhiều mạnh thường quân đã tìm đến khu vực heo hút này để giúp đỡ họ mang theo những phần quà những nhu yếu phẩm cần thiết phần nào săn sẽ bớt gánh nặng trong cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây phước lành từ thầy minh tuệ đã lan tỏa rộng khắp không chỉ mang lại lợi ích vật chất mà còn đem lại những giá trị tinh thần sự hiện diện và ảnh hưởng của thầy đã khơi dậy trong lòng mỗi người sự đồng cảm lòng từ bi và tinh thần sẽ chia những giá trị tốt đẹp mà thầy minh tuệ truyền dạy đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ thúc đẩy mọi người hành động vì lợi ích chung của xã hội. Những ngày này, mảnh đất Tây Nguyên không còn là một nơi tĩnh mịch và xa xôi nữa, mà đã trở thành một điểm sáng của tình yêu thương và lòng nhân ái. Từng góc phố từng bản làng đều rộn ràng những tiếng cười, những lời chúc tụng và những câu chuyện cảm động. Về sự giúp đỡ rẻ chia những hoạt động thiện nguyện đã và đang làm thay đổi diện mạo của vùng đất Tây Nguyên này, góp phần không nhỏ cho việc thay đổi cuộc sống người dân. Những ngày sắp tới, làn sóng thiện nguyện tại Gia Lai không chỉ dừng lại, mà còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ mang đến vô vàng điều tốt đẹp, không chỉ cho mảnh đất này, mà còn cho nhiều vùng đất khác. Những hạt giống từ bi và yêu thương mà Thầy Minh Tuệ đã gieo trồng trong lòng người dân sẽ không ngừng nảy mầm và phát triển, tiếp tục mang lại những hoa trái ngọt ngào cho cuộc đời mỗi hành động từ thiện đều như những giọt nước mắt lành tưới lên những mảnh đất khô cằn làm hồi sinh những hy vọng và niềm tin vào cuộc sống nhờ ảnh hưởng từ thầy minh tuệ ngày càng nhiều người tham gia vào các hoạt động thiện nguyện họ không chỉ đóng góp vật chất mà còn dành thời gian và công sức để trực tiếp hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn những đóng góp của thầy minh tuệ không chỉ nằm ở những giá trị vật chất mà còn ở sự thay đổi tích cực trong nhận thức và suy nghĩ của cộng đồng làm chuyển hóa tâm tính và khơi dậy sự lương thiện ẩn sâu trong mỗi cá nhân hãy cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn để tình yêu thương và lòng từ bi luôn hiện diện trong tâm tính của mỗi con người thưa quý vị từ khi thầy minh tuệ xuất hiện cuộc sống của nhiều người đã thay đổi đáng kể những giá trị mà thầy mang lại không chỉ là những lời dạy từ bi hỷ xã, mà còn là những bài học thực tiễn về cách sống cách cảm nhận và trải nghiệm cuộc đời một cách sâu sắc và ý nghĩa hơn. Sống chậm lại và tận hưởng khoảnh khắc thầy Minh Tuệ đã dạy mọi người, biết sống chậm lại trong thế giới hiện đại, con người thường bị cuốn vào cuồng quay của công việc trách nhiệm và các mối quan hệ. Điều này khiến nhiều người không còn thời gian, để cảm nhận những điều giản dị và đẹp đẽ trong cuộc sống thầy đã giúp họ nhận ra giá trị của từng khoảnh khắc khuyến khích họ dành thời gian để tĩnh tâm ngồi thiền và thưởng thức vẻ đẹp xung quanh thay vì chạy đua với thời gian mọi người bắt đầu biết trân trọng từng phút giây hiện tại những buổi sáng sớm ngồi thiền dưới ánh nắng dịu nhẹ những buổi chiều dạo bộ ngắm hoàng hôn hay những buổi tối ngồi bên nhau trò chuyện thân mật đã trở thành những khoảnh khắc quý giá mang lại sự bình yên và thanh thản trong tâm hồn, sống tiết kiệm và giản dị một trong những giá trị quan trọng mà chúng ta nhận ra, đó là sống tiết kiệm và giản dị thầy, không thuyết pháp không giảng dạy mà bằng chính lối sống của mình. Từ sự giản dị trong cách ăn mặc trong sinh hoạt hàng ngày của thầy đã khiến nhiều người tự ngẫm lại bản thân. Mọi ngu ô bắt đầu nhận ra rằng, sự hào nhoáng và tiện nghi không thể mang lại hạnh phúc thực sự. Họ học cách tiết kiệm, không lãng phí tài nguyên, biết sử dụng những gì mình có một cách hợp lý và hiệu quả. Việc này không chỉ giúp họ tiết kiệm chi phí, mà còn mang lại sự thoải mái và nhẹ nhàng cho tâm hồn. Sự giản dị giúp họ tập trung vào những giá trị cốt lõi, những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống những bài học từ lối sống giản dị của thầy minh tuệ còn giúp chúng ta nhận ra sự quý giá của những điều đơn giản một bữa cơm gia đình ấm cúng một buổi sáng yên bình bên tách trà hay một cuộc trò chuyện chân thành với bạn bè đều có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc vô biên hạnh phúc không nằm ở những điều to lớn xa vời mà ở những khoảnh khắc giản dị bình yên hàng ngày bớt tham lam và biết hài lòng trong cuộc sống Lòng tham thường dẫn đến đau khổ mệt mỏi và thất bại. Lòng tham không bao giờ mang lại sự thỏa mãn thực sự, mà chỉ khiến con người ngày càng rơi vào dòng xoáy không đáy của khác. Những người từng chạy theo vật chất tiền tài và địa vị bắt đầu nhận ra rằng, niềm hạnh phúc thực sự không đến từ việc sở hữu càng nhiều càng tốt, mà từ việc biết buông bỏ những gánh nặng không cần thiết. Họ hiểu rằng, sự sở hữu không chỉ là vật chất mà còn là những ám ảnh lo toan và áp lực vô hình đè nặng lên tâm hạnh phúc là khi tâm hồn được nhẹ nhàng không bị ràng buộc bởi những mong cầu vô tận biết buông bỏ những điều không cần thiết chính là con đường dẫn đến sự an lạc nội tâm những gì còn lại trong cuộc sống là những giá trị thực sự là những niềm vui nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa họ cảm thấy biết ơn với những gì mình có biết trân trọng từng khoảnh khắc sống và tìm thấy sự hài lòng trong cuộc sống giản dị không sân hận và biết vì người khác hơn sân hận chỉ mang lại đau đớn và tổn thương không chỉ cho người khác mà còn cho chính bản thân mình thầy minh tuệ đã dạy mọi người cách kiềm chế cơn giận sống vị tha và bao dung hơn sự giận dữ không những làm tổn hại người khác mà còn khiến tâm hồn của chính mình trở nên u ám và khổ sở những cơn giận dữ như ngọn lửa thiêu đốt khiến con người mất đi sự sáng suốt và bình an khi đối mặt với những tình huống bất như ý muốn thay vì nổi nóng và phản ứng tiêu cực mọi người học cách hít thở sâu giữ tâm thanh tịnh và suy nghĩ một cách bình tĩnh điều này giúp họ không bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực và giữ được sự sáng suốt trong mọi hoàn cảnh Kiềm chế cơn giận không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là biểu hiện của sự mạnh mẽ và trưởng thành về mặt tâm hồn. Tha thứ không chỉ là việc bỏ qua lỗi lầm của người khác, mà còn là cách để giải thoát chính mình khỏi những gánh nặng của hận thù và oán giận. Khi tha thứ, con người cảm thấy nhẹ nhàng và an lạc hơn, không còn bị ám ảnh bởi những kỷ niệm đau buồn. Tình yêu thương và lòng từ bi đã trở thành động lực giúp mọi người sống một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn hơn khi sống với tình yêu thương con người, cảm thấy gắn kết và gần gũi hơn với nhau. Lòng từ bi giúp họ thấu hiểu và cảm thông với những nỗi đau và khó khăn của người khác, từ đó có thể chia sẻ và hỗ trợ họ vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Họ học cách áp dụng những giá trị này vào mọi tình huống từ việc đối xử với gia đình, bạn bè cho đến những người xa lạ những giá trị mà thầy minh tuệ mang lại không phải ai cũng có thể đem đến được và không phải ai cũng có khả năng cảm hóa và chuyển hóa tâm tính của người khác như thầy đó là một năng lực đặc biệt mà thầy đã phát triển qua nhiều năm tu tập và sống đúng giới luật của phật giáo thầy minh tuệ đã thực hiện những hành trình đầy thử thách và nghiêm khắc chỉ với mục tiêu duy nhất là tìm kiếm sự giác ngộ tối thượng và thực hành đúng theo những giáo lý cao cả của đức phật